Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021 đang dần đi đến những thời điểm căng thẳng. Các đội bóng vẫn đang ráo riết đi tìm những nhân tố ưng ý nhất để bổ sung chất lượng. Dưới đây sẽ là những ngôi sao tên tuổi có khả năng cao sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Hãy cùng điểm qua và đánh giá tỷ lệ thành công của từng thương vụ nhé. Eric Garcia từ Manchester City đến Barcelona. Câu lạc bộ Manchester City đang muốn đẩy Eric Garcia sang Barca để tránh việc mất trắng ngôi sao này vào tháng 6. Hồi năm ngoái, cầu thủ sinh năm 2001 đã tỏ rõ ý định quay về mái nhà xưa Nou Camp khi từ chối gia hạn với nửa xanh thành Manchester. Theo nhiều nguồn tin uy tín, Garcia đã hoàn tất các điều khoản cá nhân với gã khổng lồ xứ Catalan. Adama Traore từ Wolverhampton đến Liverpool. Liverpool đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Adama Traore. Chân sút người Tây Ban Nha hiện đang có phong độ không quá tốt ở mùa giải năm nay khi chưa có nổi một bàn thắng sau 18 lần ra sân ở ngoại Anh. Nếu thương vụ này xảy ra, đây sẽ là cầu thủ thứ hai được mang từ Wolverhampton tới Liverpool trong vòng 12 tháng. Sau Diogo Jota, tân binh đã thi đấu ấn tượng ở trong giai đoạn đầu cho The Cop. Marcelo từ Real Madrid đến AS Monaco. AS Monaco rất muốn có sự phục vụ của Marcelo. Đội bóng xứ Công Quốc sẵn sàng đề xuất hợp đồng 3 năm với mức lương 6 triệu euro một mùa cho hậu vệ người Brazil. Ở mùa giải năm nay, hậu vệ sinh năm 1988 chỉ là sự lựa chọn thứ hai ở vị trí hậu vệ trái của Real Madrid sau Ferland Mendy. Nguyên nhân là do Marcelo đã cao tuổi, lại suy giảm phong độ rõ rệt. Kodran Mustafi từ Arsenal đến Lazio. Từng là trụ cột ở sân Emirates, nhưng Kodran Mustafi hiện không kiếm được suất đá chính dưới thời Ruben Mikel Arteta. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Đức với Arsenal chỉ còn thời hạn tới mùa hè 2021. Theo báo giới Italia, Lazio đang liên hệ để ký hợp đồng với trung vệ sinh năm 1992 ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Jesse Lingard từ Manchester United đến Tottenham. Huấn luyện viên Jose Mourinho đang tính đến việc giải cứu ngôi sao bị thất sủng là Jesse Lingard khỏi MU. Tiền vệ 28 tuổi được cho là tìm đường rời khỏi Old Trafford ngay trong tháng 1 này để cứu vãn sự nghiệp. Phí chuyển nhượng của tiền vệ người Anh được dự đoán là sẽ không quá cao vì hợp đồng giữa Anh và MU chỉ còn vài tháng nữa là đáo hạn. Diego Costa, Atletico Madrid đến Arsenal. Mới đây, tiền đạo Diego Costa đã chính thức nói lời chia tay câu lạc bộ Atletico Madrid. Cầu thủ người Tây Ban Nha đang ưu tiên gia nhập một đội bóng ở ngoại hạng Anh để tìm thử thách mới. Hiện tại, pháo thủ thành London là điểm đến khả dĩ nhất đối với ngôi sao 32 tuổi này. Martin Odegaard từ Real Madrid đến Arsenal theo dạng cho mượn. Arsenal đang lên kế hoạch mượn tiền vệ Martin Odegaard bên phía Real Madrid. Thần đồng bóng đá người Na Uy đã chơi rất hay trong giai đoạn đầu của mùa giải 2020-2021. Nhưng kể từ tháng 11 năm 2020 đến nay, Martin Odegaard mới chỉ có một lần ra sân tại La Liga, nên anh đã cảm thấy chán nản cuộc sống ở Bernabeu. Do đó, Arsenal muốn nhân cơ hội này để ký hợp đồng với tiền vệ tấn công sinh năm 1988. Christian Eriksen từ Inter Milan đến PSG. Gia nhập Inter Milan với hy vọng sẽ cùng câu lạc bộ chinh phục nhiều danh hiệu. Thế nhưng, tình cảnh hiện nay của Eriksen rất bi thảm. Cầu thủ người Đan Mạch không nằm trong kế hoạch của đội bóng và liên tục mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Chính vì điều này, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đang lên kế hoạch để giải cứu Eriksen khỏi Serie A trong thời gian tới. Isco từ Real Madrid đến Arsenal. Mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Zidane khiến Isco không còn nhiều cơ hội ra sân thi đấu. Việc tiền vệ người Tây Ban Nha chia tay sân Bernabeu chỉ còn là vấn đề thời gian. Điểm đến lý tưởng nhất của Isco hiện tại không đâu khác ngoài Arsenal. Pháo thủ thành London cần bổ sung những tân binh chất lượng nhằm thoát khỏi khủng hoảng. Lionel Messi từ Barcelona đến Manchester City. Tháng 1 chính là thời điểm Messi có thể thoải mái đàm phán với các đội bóng để rời khỏi Barca. Với mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt như hiện tại, việc siêu sao người Argentina rời Barca là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Điểm đến lý tưởng nhất của Messi chính là Manchester City, nơi anh có thể tái hợp với người thầy cũ là Pep Guardiola. Nếu thương vụ này xảy ra, đây sẽ là một bom tấn có thể thay đổi cục diện bóng đá thế giới.